Xin chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, vậy là cái năm 2023 sắp sửa đi qua. Nếu mà tính theo dương lịch ý, thì chúng ta đã bước sang năm 2024, đã bước vào cái tuần đầu tiên, tuần thứ hai của năm 2024. Còn nếu tính theo âm lịch thì còn khoảng một tháng nữa thôi là chúng ta đã bước vào cái năm 2024, cái năm Giáp Thìn. Và cái năm 2023 ấy, là một cái năm thì các bạn cũng biết rồi đấy, Việt Nam và thế giới có rất nhiều cái điều nó xảy ra, có rất nhiều cái biến động. Thì đây được đánh giá là một năm không tốt đẹp cho lắm. Và chúng ta ai cũng mong rằng sang cái năm mới, năm 2024, năm Giáp Thìn, thì cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn, công việc cũng sẽ tốt hơn và có cái nhiều kỳ vọng hơn vào tương lai. Và trong video ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ tổng hợp chi tiết về cái vận trình của 12 con giáp trong năm 2024, năm Giáp Thìn. Trong năm Giáp Thìn này thì cũng có những cái tuổi đẹp và cũng có những cái tuổi xấu. Thế nhưng xấu hay đẹp thì chúng ta vẫn phải là nỗ lực, chứ không có chuyện là năm tốt thì chúng ta cứ ngồi há miệng chờ sung, đúng không ạ? Các cụ nói thì đó là điều không thể đó. Vậy nên là gì? Dù tốt đẹp hay là xấu xa, dù quý vị có gặp vận hạn sao xấu thái tuế tam tai đi chăng nữa, thì quý vị vẫn phải đai lưng ra kiếm tiền, vẫn phải đi kiếm tiền, vẫn phải đi làm đó, vẫn phải ăn. Vì thế mà là gì? Chúng ta cần phải có một cái động lực lớn hơn, cũng cần phải có mục tiêu lớn hơn cho mình để giúp cho chúng ta có một cái năm bình an, may mắn, tài lộc dồi dào. Và đó cũng là cái điều mà Tử Thông mong muốn quý vị và các bạn khi xem những video này và có thể áp dụng cho cuộc sống của mình, để cuộc sống của mình nó ngày một tốt lên đó. Và ngay bây giờ Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vận trình của 12 con giáp trong năm 2024. Thì đầu tiên chúng ta cũng phải xét qua về cái năm 2024 đã. Như quý vị đã biết ấy, cái năm 2024 nó là cái năm Giáp Thìn. Nó khởi từ ngày mùng 10 tháng 2 dương lịch năm 2024 đến hết ngày 28 tháng 1 năm 2025 dương lịch. Đó. Cái năm Giáp Thìn thì có can là giáp, chi là thìn. Can là giáp, chi là thìn. Nó là năm con rồng đấy. Có ngũ hành là phúc đăng hỏa. Đó. Tức là gì? Lửa đèn dầu. Thưa quý vị, chúng ta nói chút về cái ngũ hành phúc đăng hỏa. Đấy, chúng ta có từ phúc đăng hỏa đó, đăng là đèn, hỏa là lửa đúng không ạ? Phúc là gì? Phúc là cái phúc đấy. Tức là cái gì? Cái lửa trên bàn thờ nó tượng trưng là cái đèn dầu đúng không ạ? Phúc đăng hỏa tức là cái lửa, ngọn lửa tăng phúc ấy, thì nó chính là gì? Chính là cái ngọn lửa trên bàn thờ đúng không ạ? Trên bàn thờ sẽ có cái đèn dầu đó, đó là cái hình tượng của phúc đăng hỏa. Và cái hình tượng phúc đăng hỏa năm nay là một cái năm mà dù sử dụng để cho quý vị tăng phúc tăng tài, tăng phúc tăng tài. Thì quý vị nên lưu ý trong cái thời gian này là tập trung vào cái mồ mả, tập trung vào cái thờ cúng, tập trung vào cái việc tăng phúc đức cho mình, làm việc thiện, làm việc tốt, thì ắt sẽ được báo đáp một cách trọn vẹn. Đó. Và trong phong thủy thì cũng có những cái vật phẩm để giúp tăng cường phúc đức. Chúng ta sẽ sử dụng các vật phẩm của nhà Phật, đúng không ạ? Ví dụ như với nữ mạng các tuổi ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái vật phẩm tên là gì? Tên là vạn phúc chi nhân, vạn phúc chi nhân. Cái vật phẩm vạn phúc chi nhân này nó là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, đúng không ạ? Phía trước nó có hình chữ vạn của nhà Phật, phía sau là hình chữ phúc. Nó gọi là vạn phúc chi nhân, tượng trưng cho vạn điều may mắn, vạn sự cát tài, cát lành, đúng không ạ? Và cái năm 2024, năm 2025, tức là năm Giáp Thìn và năm Bất Tỵ, thì nó có ngũ hành là phúc đăng hỏa, để sử dụng cái tăng để tăng phúc tăng tài. Thì quý vị thấy này, đây là một cái viên đá ruby. Ruby nó có hình ngọn lửa, đúng không ạ? Hình ngọn lửa, hình trái tim. Đấy, nó tượng trưng cho là gì? Phúc đăng hỏa, tức là gì? Sử dụng cái phúc để chiêu tài. Đấy, đặc biệt là cái vật phẩm này sẽ dùng cho nữ mệnh nhá, sẽ dùng cho nữ mệnh. Đấy, vậy nên là nữ gia chủ ấy, nếu muốn tăng phúc tăng tài ấy, tại vì những người phụ nữ hầu hết là những người mà lo cái việc thờ cúng của nhà chồng. Đấy, lo việc thờ cúng, lo việc chăm sóc cái phúc đức. Vì thế mà họ lại là những người mà dễ được tổ tiên phù hộ, tăng cường cái phúc phần cho mình. Vì vậy mà quý vị hãy luôn nhớ nhá, những người phụ nữ quý vị muốn tăng phúc tăng tài thì hãy sử dụng cái vật phẩm tên là vạn phúc chi nhân. Đó, vạn phúc chi nhân. Nó là bằng bạc, được mạ vàng. Và với cái hình tượng này, đây là một cái viên đá ruby nhé. Đá ruby nó là một loại đá quý trong phong thủy. Nó mang cái năng lượng dương cao. Nó giúp cho quý vị và các bạn có được cái năng lượng tích cực. Và giúp cho quý vị tăng cường cái sức khỏe, tăng cường cái tài lộc cho những gia chủ nữ mệnh mà khi sử dụng cái vạn phúc chi nhân. Cái vạn phúc chi nhân này cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ nhé. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vạn phúc chi nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những nữ mệnh chủ đấy. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể với nam mệnh ấy, thì nam mệnh hoặc nữ mệnh ấy, thì chúng ta cũng đều có thể sử dụng một cái vật phẩm phong thủy tên là gì? Minh Quang Pháp Bảo.
Minh Quang Pháp Bảo là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật. Nó được làm bằng bạc đúng không ạ? Trên sáu cạnh nó có chứa lục tự đại minh chú của nhà Phật. Và mặt trước mặt sau ấy thì nó có hình bông hoa sen, và ở giữa này quý vị thấy này. Đấy, ở giữa nó có một viên đá pha lê. Thì trong cái viên cầu pha lê này nó có chứa chú Bát Nhã Tâm Kinh kèm theo cái hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đang ngồi thiền. Thì đây cũng là một cái pháp khí phong thủy giúp cho chúng ta được tịnh tâm an nhiên. Nó cũng sẽ giúp cho chúng ta khi đeo bên mình nó tăng cường phúc đức, tăng cường cái tài lộc, tăng cường cái may mắn cho gia chủ. Và đặc biệt hai cái vật phẩm Vạn Phúc Chi Nhân và cái Minh Quang Pháp Bảo ấy, thì đây là hai cái vật phẩm sử dụng để gì? Hóa giải cái vận hạn, cái sao xấu của năm, như sao Thái Bạch, sao cái Đô, sao La Hầu, cũng như cái hạn Thiên Tinh, hạn Địa Võng, hạn Diêm Vương, vân vân. Đó. Thì quý vị có thể sử dụng hai cái vật phẩm này để hóa giải. Nó sẽ giúp mang lại cái may mắn, mang lại cái bình an cho những người bị gặp vận hạn và giúp quý vị trải qua một năm bình an may mắn. Đặc biệt là trong năm 2024-25 thì quý vị hãy sử dụng những vật phẩm để tăng phúc tăng tài. Tăng phúc tăng tài. Đặc biệt là gì? Những người phụ nữ thì luôn gì là những người chăm sóc cái phúc đức thì lại càng nên chú trọng hơn. Quý vị luôn nhớ nhá, sử dụng cái vật phẩm tên là Vạn Phúc Chi Nhân. Thì tất cả vật phẩm đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái Vạn Phúc Chi Nhân cũng như là cái Minh Quang Pháp Bảo mang lại cái may mắn tài lộc cho mình. Đây là cái vật phẩm phong thủy dùng trọn đời nhá. Tuy nhiên, nó sẽ tốt nhất vào cái năm 2024 và 25, còn những năm sau nó vẫn cứ tốt cho quý vị, nhưng mà nó không được tốt bằng cái năm 2024-25 rồi thôi. Đó, đó là cái ý nghĩa của cái phúc đăng hỏa đúng không ạ? Tức là ngọn lửa đèn dầu ấy thì để tăng cường cái phúc đức, tăng cường cái phúc phần. Đó. À thưa quý vị, nói chung ấy, năm 2024 là năm Giáp Thìn, cái năm Giáp Thìn này ấy nó là biểu tượng con rồng. Đấy. Quan niệm của người phương Đông thì coi cái hình tượng con rồng đây là cái hình tượng linh vật mạnh mẽ, cao quý, mang lại cái ý nghĩa về cái sự cát lành, sự thịnh vượng. Theo đó, năm rồng nó báo hiệu nhiều cái may mắn, nhiều cái sự thăng tiến, thậm chí là bùng nổ ở nhiều cái phương diện của cuộc sống. Thì đây cũng là cái cơ hội để cho những ai thực sự nỗ lực nắm bắt có thể tạo ra được những cái bước đột phá lớn trong cuộc đời. Đó. Thì chúng ta cùng xét cái năm 2024 nó Giáp Thìn, ấy, chúng ta biết đúng không ạ? Năm Giáp Thìn thì gì? Nói chung ấy, có thiên can là Giáp, địa chi là Thìn, đúng không ạ? Thiên can ấy, thiên can Giáp. Giáp thì nó gì? Hợp với Kỷ, Giáp Kỷ hóa thổ mà. Nó khắc Canh và Mậu, đúng không ạ? Nhưng mà Giáp và Mộc lại là thiên tài, Giáp bị Canh nó khắc, nó là thất sát. Đấy. Thêm nữa có cục diện địa chi thì chúng ta có Thìn. Thìn thì nó hợp với Dậu đúng không ạ? Tam hợp với Thân và Tý tạo thành thủy cục. Đó. Nói chung ấy, Thìn thì xung với Tuất, Thìn xung với Tuất. Và chúng ta năm 2024 ấy chúng ta có 5 con giáp bị phạm thái tuế. Phạm thái tuế tuổi nhất là tuổi gì? Tuổi Tuất. Tuổi Tuất bị trực xung với thái tuế, Thìn Tuất là tương xung. Thứ hai ấy là những người tuổi Sửu. Tuổi Sửu là gì? Bị trực thái tuế. Và thứ ba là những người tuổi Mão lục hại thái tuế. Và những người tuổi Thìn thì bị gì? Bị phạm vào thái tuế, tức là chính thái tuế đấy, bị trực thái tuế, chính thái tuế. Đó. Còn những người tuổi Mùi thì bị vướng vào cục diện là hình thái tuế. Vì vậy mà trong cái năm 2024 nó Giáp Thìn ấy, thì những người tuổi Thìn này, tuổi Tuất này, tuổi Sửu này, tuổi Mùi này và tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để được thái tuế tương trợ giúp gì quý vị có thể vượt qua cái hạn thái tuế trong năm được bình an và may mắn. Thái tuế tinh quân của năm 2024 năm Giáp Thìn chính là ngài Lý Thành Đại Tướng Quân. Biểu tượng của ngài là một tay cầm kiếm và một tay cầm một túi vải. Đó. Vậy nên là gì? Khi mang theo bên mình thì sẽ được ngài tương trợ giúp đỡ, giúp cho vận trình năm nó được hanh thông thuận lợi. Đấy. Thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái kim bài thái tuế mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người bị phạm thái tuế này. Đặc biệt là các con giáp cũng hợp thái tuế cũng như là các con giáp khác bị xung khắc thái tuế thì quý vị cũng sẽ sử dụng một cái kim bài thái tuế nhé để mang lại cái may mắn tài lộc cho mình. Thưa quý vị, tiếp theo ấy là chúng ta xét những tuổi bị phạm tam tai. Thì trong năm tam tai chúng ta có 3 tuổi là Tý, Thìn và Thân, đúng không ạ? Tý, Thìn, Thân, Thân, Tý, Thìn ấy. Thì bị phạm tam tai năm cuối, đúng không ạ? Và quý vị cũng nên để sử dụng một cái pháp khí phong thủy như là gì? Cái Vạn Phúc Chi Nhân và cái Minh Quang Pháp Bảo để hóa giải cái hạn tam tai nhé, giúp quý vị có một năm bình yên may mắn, tài lộc dồi dào. Đó. Thưa quý vị, trong năm 2024 nó Giáp Thìn thì là cái năm cái màu sắc may mắn thì nó sẽ là gì? Giáp Thìn là hỏa mà. Hỏa thì được gì? Được mộc sinh cho. Hỏa thì gì? Nó tượng trưng những màu như đỏ, màu cam, màu tím, đó, màu hồng. Đó. Các con số may mắn đấy, các số may mắn trong cái năm 2024 là số 4 và số 9. Số đại kỵ là số 3 và số 8. Và cái hướng xuất hành đầu năm 2024 ấy, nếu quý vị có ý định xuất hành vào cái ngày mùng 1 Tết ấy, ngày mùng 1 Tết hoặc đêm giao thừa ấy, xuất hành đi du xuân ấy, thì quý vị đi theo hướng tốt, hướng đông nam,
hướng đông bắc hoặc là hướng đông nam nhé, có hai hướng đông bắc đông nam. Đó. Nói chung ấy, chúng ta sau khi xét về cái vận trình tổng quan rồi thì chúng ta mới biết là gì, năm 2024 năm Giáp Thìn là một cái năm tương đối là cát lành với những người tuổi gì, Thân, Dậu và tuổi Tý, đúng không ạ, tuổi Mùi. Những người tuổi này Thân, Dậu, Tý, Mùi sẽ có nhiều cái cơ hội thăng quan tiến chức, cái sự nghiệp sẽ được hanh thông, thậm chí là có thể bùng nổ về tiền bạc. Đấy. Còn các tuổi Ngọ, Sửu, Dần, Tỵ, Hợi thì cái vận trình nó ở mức trung bình, cát hung đan sen. Quý vị nỗ lực hết mình vẫn gặt hái được những cái thành công rực rỡ. Còn các tuổi như là Thìn, Tuất, Mão, Thìn, Tuất, Mão thì cần phải chú ý đến cái sức khỏe, tránh bị cái áp lực, tránh bị cái trạng thái cơ thể mà bỏ lỡ đi mất cái cơ hội tốt nó đến với mình. Đấy. Đôi khi ấy, những người tuổi Thìn, tuổi Mão và tuổi Tuất rất dễ bị mất đi cái cơ hội, bỏ lỡ cơ hội đi đến thành công. Tuy nhiên ấy, quý vị đã biết ấy, mỗi tuổi thì ở một con giáp khác nhau thì sinh vào các năm khác nhau thì nó cũng khác nhau. Đó. Nó lại có sự khác biệt về hung cát. Bởi thế trong chương trình ngày hôm nay chúng ta xét về cái lá số tử vi 12 con giáp thì chúng ta cũng cần phải xem xét chi tiết trên từng khía cạnh để có những cái cơ sở luận đoán khoa học và tâm linh, chứ không chỉ là dựa vào cái yếu tố là vận niên của năm như thế này đoán thì nó sẽ không được chính xác lắm. Và ngay sau đây thì Tử Thông sẽ chia sẻ chi tiết về từng con giáp để quý vị nắm bắt được cái vận thế của mình, từ đó sẽ có được cái phương án hành động hợp lý để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho 12 con giáp trong cái năm 2024. Đó. Đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Tý, những người tuổi Tý trong năm 2024. Nói chung năm 2024 là một năm mà được nhận định là năm cuối của năm tam tai. Nói chung cái hạn nó đã nhẹ bớt, lại thêm có cục diện tam hợp nó che chở, đúng không? Thân Tý Thìn nó giúp đỡ. Vậy nên ấy, những người tuổi Tý sẽ đón nhận khá nhiều cái thuận lợi và cái may mắn trong công việc, tiền bạc và chuyện tình cảm trong năm ấy thì cũng được thuận lợi và hanh thông. Tuy mọi thứ chưa tới mức thăng hoa bùng nổ nhưng mà đa phần cũng xử lý được, giúp cho những người tuổi Tý được xứng ý tọa lòng. Nói chung ấy, trong cái thời gian này công việc làm ăn thì khá tốt. Công việc làm ăn tuy vẫn còn khó khăn, vẫn còn thách thức nhưng kết quả đạt được thì khá là khả quan. Mọi cái thứ đều có cách giải quyết của nó, không gian thăng tiến thì vẫn còn, nhưng có nắm được hay không ấy là cũng phụ thuộc phần nhiều vào cái quyết định của những người tuổi Tý. Bên cạnh đó, vận trình tài lộc năm nay ấy, thì có tài tinh nó chủ quản về tài lộc nó chiếu mệnh, nên là gì? Những người tuổi Tý không lo túng thiếu, tiền bạc thì có chiều hướng gia tăng, kiếm tiền thì khá là suôn sẻ và cũng được nhiều người giúp đỡ trong chuyện làm ăn. Tuy nhiên quá trình nảy sinh ra nhiều cái mâu thuẫn, kiềm chế được là thắng to, đúng không? Còn ngược lại ấy, thì lại sẽ bị dễ lụi bại. Về mặt sức khỏe của những người tuổi Tý trong cái năm này ấy, thì nói chung là do cái tình hình tam tai và một số cái hung tinh nó vẫn còn tác động. Vậy nên những người tuổi Tý vẫn cần phải chú trọng chăm sóc cái sức khỏe của bản thân, đề phòng cái chuyện ốm đau liên miên, nó gây chuyện hao tốn tiền bạc và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công việc, chất lượng cuộc sống. Thì ngoài ra ấy, những người tuổi Tý trong thời gian này cũng đi đứng cần phải cẩn thận nhé, cần phải đề phòng những tai nạn bất ngờ nó có thể ập đến. Trong thời gian này thì về tình cảm gia đạo thì cũng khá tốt, ít có sóng gió trong gia đình. Còn nếu có thì cũng chỉ là cái xung đột nhẹ, đều có thể giải quyết một cách ổn thỏa. Những người độc thân thì có nhiều cái cơ hội để bày tỏ cái tình cảm, thậm chí là có thể tiến tới những cái quyết định kết hôn trong cái năm 2024 này. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn, thêm cái tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Và trong năm 2024 thì những người tuổi Tý có các tháng tốt, đó là tháng 1, tháng 3, đó, tháng 1, tháng 3, tháng 7 là tháng Thợ Canh Thân, ấy, tháng 8, tháng 10 và tháng 12 âm lịch. Các tháng xấu đối với những người tuổi Tý là tháng 2 là tháng Mão, đúng không? Tháng 2, tháng 5 là tháng Ngọ, tháng 6, tháng 9 và đó là những cái tháng xấu mà quý vị cần phải lưu ý. Đó là những người tuổi Tý, con giáp đầu tiên. Tiếp theo chúng ta xem tuổi thứ hai, đó là những người tuổi Sửu trong năm 2024. Thì những người tuổi Sửu trong năm 2024 lâm vào cục diện là phá thái tuế. Vậy nên ấy, nó sẽ gặp khá nhiều cái bất lợi. Vì thế mà để hóa giải cục diện phá thái tuế thì những người tuổi Sửu luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để trợ vận hộ thân. Thưa quý vị,
Tuy là bị cục diện phá thái tuế nó cản trở, nhưng lại có nhiều cái cát tinh nó trợ mệnh. Năm 2024 cũng được dự đoán là một cái năm có nhiều cái biến động với cái thách thức đấy, và có cơ hội nó cũng sẽ song hành với những người tuổi Sửu. Công việc thì áp lực hơn nhưng mà vẫn có cơ hội để thăng tiến. Tài lộc có thể là gia tăng hơn thời gian trước, nhưng mà kiếm tiền thì khá là chật vật, bỏ ra nhiều công sức hơn. Sức khỏe thì cũng giảm sút, cần phải đề phòng các bệnh liên quan đến cái đường hô hấp. Nói chung ấy, trong thời gian này thì cái việc làm ăn kinh doanh thì có nhiều áp lực, có thể mở rộng thêm. Đấy, đi kèm với đó là những cái ngày tháng tất bật vất vả. Cái cơ hội và cái thách thức nó luôn đồng hành. Đó. Thành công và cái sự thăng tiến nó chỉ đến với những ai mà miệt mài phấn đấu, thậm chí chấp nhận hy sinh ở một số cái phương diện nào đó. Càng về cuối năm thì cái vận khí nó càng vượng. Vậy nên là gì? Cái cơ hội thăng tiến, cái hội tăng lương, thăng chức thì nó cũng nằm trong cái thời điểm này. Vậy nên quý vị hãy chủ động nắm bắt lấy. Đó. Bên cạnh đó thì vận trình tiền bạc có sự gia tăng do có thêm cái nguồn thu nhập khác. Tuy nhiên, kiếm được nhiều tiền cũng đồng nghĩa với việc bỏ ra nhiều cái sức lực và thời gian. Quý vị cẩn thận kẻo lại gì? Căng thẳng nó xảy ra liên miên. Đấy, xu hướng tiêu xài trong năm thì cũng nhiều. Tiền có trong tay chưa nóng thì đã vội ra đi, khó mà tích lũy được nếu như mà quý vị không có cái kế hoạch kiểm soát tài chính một cách cụ thể. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì tuy không mắc bệnh nào nghiêm trọng nhưng mà cái chuyện ốm đau là cái điều khó tránh khỏi. Nó gây ra chuyện hao tốn không ít về tiền của cho cái việc là chữa trị. Trong năm thì quý vị nên ưu tiên nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh căng thẳng quá nhiều kẻo lại gì dẫn đến cơ thể bị suy nhược, thậm chí là mắc những cái bệnh bạo bệnh từ đó. Bên cạnh đó, trong năm nay thì gia đạo, nói chung là áp lực cái cuộc sống nó khiến cho đương số dễ bị kìm nén kẻo vào cảm xúc và tìm cái hướng chút giận sang những người mình thương yêu nhất. Nhưng mâu thuẫn vì thế mà cũng nảy sinh giữa các cặp đôi. Những người độc thân thì có chút khởi sắc về cái tình duyên do được cái sao thái âm cát tinh nó chiếu mệnh, nó soi đường chỉ lối. Tình cờ hay là được may mối gặp gỡ cũng đều tìm được một cái người phù hợp. Nếu có thể thì có thể tính đến cái chuyện là hôn nhân trong năm nay. Đó. Và trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Sửu ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Như vậy là gì? Với những người tuổi Sửu thì các tháng tốt trong cái năm 2024 ấy, đó là tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 8 âm lịch. Các tháng xấu đối với những người tuổi Sửu đó là tháng 1, tháng 2, tháng 6, tháng 9 và tháng 12 âm lịch. Vì vậy mà quý vị cũng cần phải nắm bắt được cái vận trình này để quý vị tìm ra những cái thời điểm phù hợp nhất để chúng ta có thể tiến hành những công việc đại sự đó. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến với những người tuổi Dần. Đó, con giáp thứ 3, những người tuổi Dần. Thì năm 2024 là một cái năm ít có cát tinh nó chiếu mệnh. Cái vận quý nhân lại mỏng, những người tuổi Dần phải tự lo, hầu như là không có cái sự giúp đỡ từ bên ngoài. Công việc làm ăn thì cũng khá là vất vả và thu về cái kết quả cũng chưa thực sự được tương xứng với cái công sức của mình bỏ ra. Khó khăn chung của cái nền kinh tế nó cũng khiến cho cái việc kiếm tiền của những người tuổi Dần trong thời gian này cũng sẽ chật vật hơn và có thêm cái nguồn thu phụ nhưng mà cũng không đáng kể. Quý vị cũng cần phải thận trọng trong chuyện đầu tư làm ăn kinh doanh, kẻo lại gánh chịu những cái thua lỗ, tán gia bại sản. Nói chung trong thời gian này, gia đạo cũng xuất hiện nhiều cái mâu thuẫn, nhiều cái xung đột. Sức khỏe thì cũng giảm sút. Quý vị đề phòng những cái tai nạn bất ngờ nó có thể xảy ra trong năm 2024. Đặc biệt là có thể xảy ra những chuyện tăng chế, tăng tóc, vân vân. Nói chung trong năm 2024 thì năm nay thì kém cái vận quý nhân. Công việc làm ăn của những người tuổi Dần thì vẫn y án như cũ. Hầu như là không có cái biến đổi nào tích cực đấy. Đương số tự làm tự lo, tất bật và với cái guồng quay của công việc, dẫu vẫn có những cái cơ hội phát triển hay là thăng tiến nhưng mà nó cũng không nhiều. Người nào phải thật sự là phấn đấu, thật sự là nhanh trí, thật sự là nỗ lực thì mới có thể giành được cái chiến thắng này. Và càng về cuối năm thì cái vận khí của những người tuổi Dần càng cắt lành và biết được tận dụng cái cơ hội tốt thì quý vị sẽ có được cơ hội là làm ăn may mắn đó. Như vậy những người tuổi Dần và những người tuổi Sửu là những con giáp mà khổ trước hướng sau đấy, đầu năm khổ nhưng cuối năm lại cực sướng. Thưa quý vị, về vận trình tài lộc của những người tuổi Dần trong thời gian này thì tiền bạc ra vào thì mạnh, biến động thì lớn.
lúc thì cũng có được nhiều mà lúc mất thì cũng lớn. Dù sao thì cũng để nó cũng thích hợp với cái cá tính, với cái khẩu vị rủi ro của đương số. Nên đó cũng là cái chuyện thường tình thôi. Gia chủ cần nên chủ động đón nhận. Có điều cái việc kinh doanh đầu tư phải tính toán một cách kỹ lưỡng, tránh bỏ nhiều trứng vào một giỏ và làm việc theo cái tâm lý đám đông mà dẫn tình trạng là tiền mất tật mang. Trong thời gian này thì những người tuổi Dần sức khỏe thì cũng yếu, đúng không ạ? Áp lực công việc và cuộc sống, cái nhịp sống hối hả nó khiến cho đương số phải lăn lộn, phải ăn uống nghỉ ngơi mất cân bằng, khiến cho cơ thể bị suy nhược nhanh chóng. Đau ốm là cái điều khó tránh khỏi. Trong năm 2024 thì có nhiều cái hung tinh nó tác động đấy đến mặt sức khỏe. Quý vị cần phải đề phòng những cái tai nạn xe cộ hoặc là mắc những cái bệnh nghiêm trọng phải động dao động kéo. Bên cạnh đó, tình hình sức khỏe và tình cảm gia đạo nó cũng xấu. Đó. Cái trạng thái cảm xúc bất ổn, khó kiểm soát, cái tính nóng vội nó khiến cho bản mệnh nảy sinh ra cái tâm lý đa nghi, ghen tuông hay là giận hờn, khiến cho cái mối quan hệ lứa đôi nó bị lục đục, gia đình thì thiếu đi cái sự hòa khí. Nói chung các cặp đôi thì đang yêu trước thì nghịch, sau mới thuận, tức là trước thì khó khăn, sau mới được thuận lợi. Có thể tính đến cái chuyện hôn nhân trong cái năm 2024 này. Những người độc thân thì bị cảm xúc tiêu cực đối chi phối, luôn luôn áp mạnh, đâm ra là khó lòng có thể mở lòng mình ra để đón nhận cái tình yêu. Vì thế, để bảo vệ cái hạnh phúc của mình và gia tăng thêm cái may mắn, thêm cái tài lộc để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, thì những người tuổi Dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc cũng sẽ ùn kéo đến đối với những người tuổi Dần. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần. Đó là con giáp thứ 3 mà chúng ta xét. Những người tuổi Dần thì có các tháng tốt là tháng 9, tháng 11 và tháng 12. Cái tháng xấu đối với những người tuổi Dần đó là tháng Giêng, tháng 2, tháng 5, tháng 7 và tháng 8 âm lịch. Vì vậy những cái tháng này thì quý vị cũng cần phải lưu ý nhé, đặc biệt tháng 7 âm lịch. Tiếp theo chúng ta xét đến những người tuổi Mão, con giáp thứ tư. Thưa quý vị, trong năm 2024 năm Giáp Thìn ấy, là một cái năm mà những người tuổi Mão vừa thoát khỏi cái năm tuổi nó chi phối. Sang năm 2024 cái vận trình của những người tuổi Mão đã dễ thở hơn một chút. Nhưng mà cái tác động lục hại thái tuế Thìn Mão lục hại ấy, thì nó vẫn còn đó, nó vẫn còn tiềm ẩn khá nhiều cái khó khăn và cái thách thức đối với những người tuổi Mão. Công việc làm ăn thì ít biến động, cứ y án như cũ. Thêm nữa, trong năm được cái sao Thái Dương nó chiếu mệnh nên mở ra nhiều cái cơ hội thăng tiến cho những người tuổi Mão. Nhưng đổi lại thì lại bằng gì? Quý vị sẽ phải nỗ lực hết sức và phải hết sức là khó khăn vất vả thì mới có được cái tiền bạc như ý. Trong năm thì tiền bạc nó cũng khó kiếm. Những người làm công ăn lương thì vẫn duy trì cái mức lương như cũ, hầu như không có sự gia tăng nào đáng kể. Còn những người làm tư, những người làm chủ ấy, thì kiếm tiền thì khó khăn hơn, hay vòng vốn thì cũng kém. Thậm chí là gì, quý vị cần phải thận trọng trong đầu tư, kẻo lại thất thoát về mặt tiền bạc, thậm chí là gì, là trắng tay. Nói chung, gia đạo trong giai đoạn này thì cũng gặp nhiều cái xáo trộn, sức khỏe thì giảm sút trông thấy trong năm đối với những người tuổi Mão. Thưa quý vị, nói chung ấy, công việc làm ăn của những người tuổi Mão trong thời gian này gặp cục diện lục hại Thìn Mão nó cản trở, khiến cho công việc làm ăn của những người tuổi Mão gặp nhiều khó khăn, gặp nhiều trắc trở. Có điểm báo tiểu nhân vây hãm và có dấu hiệu kiện tụng rõ ràng. Nói chung ấy, quý vị cần phải hành sự một cách hết sức là thận trọng. Khó khăn thời cuộc nó tác động lớn đến cái người làm tư hoặc là người làm chủ. Cái việc kinh doanh buôn bán cũng sẽ dễ bị ế ẩm, khó thu hồi được vốn. Những người làm công ăn lương thì ít bị ảnh hưởng hơn. Giữ được cái việc làm phù hợp với cái mức thu nhập ổn định của mình là may lắm rồi. Nói chung trong năm ấy, thì vẫn có những cái cơ hội thăng tiến nhờ có cát tinh Thái Dương nó chiếu mệnh. Nhưng đổi lại thì đương số phải hy sinh khá nhiều thời gian và nhiều công sức. Đấy. Bên cạnh đó, cái vận trình tài lộc của những người tuổi Mão ở trong giai đoạn này thì cũng ở mức bình thường. Thì ngoài cục diện lưu niên xấu, tình hình kinh tế đi xuống trong năm thì cũng là cái yếu tố khách quan nó khiến cho những người tuổi Mão gặp khó khăn. Những người làm công ăn lương thì vẫn có cái thu nhập ổn định, hầu như là không gia tăng cái thu nhập ngoài luồng. Những người kinh doanh buôn bán thì cũng dễ gặp cảnh ế ẩm, làm ăn thì không hợp thời, có thể phải đóng cửa hoặc là chịu thua lỗ, thất thoát chi tiêu. Vậy nên quý vị cần phải có kế hoạch chi tiêu một cách hợp lý
tích lũy một cách rõ ràng là cái điều đương số cần phải làm ngay trong cái thời gian này. Để đảm bảo cái chất lượng cuộc sống nó không bị ảnh hưởng và không thì nó không quá bị kém sắc. Đó. Bên cạnh đó, cái vận trình sức khỏe của những người tuổi Mão trong thời gian này cũng không được tốt cho lắm. Nói chung ấy, trong một năm có nhiều cái hung tinh nó tác động, nó khiến cho cơ thể bị suy nhược nhanh chóng, đau ốm liên miên xảy ra, thuốc thang lâu ngày thì mới khỏi được. Quý vị cũng cần phải đề phòng cái bệnh tật về thần kinh và về mắt. Đi đứng phải nên cẩn thận để tránh bị té ngã, gây ra thương tích, thương tật hoặc là bị tai nạn xe cộ. Quý vị cũng cần phải cẩn trọng khi sử dụng các vật sắc nhọn dao kéo nhé, kẻo dính vào cái họa huyết quan. Thêm nữa, trong cái năm 2024 ấy, thì tình cảm gia đạo của những người tuổi Mão cũng bị đi xuống, đúng không ạ? Có sự thử thách về cái niềm tin trong các mối quan hệ lứa đôi. Không bình tĩnh và tỉnh táo ấy, e rằng các bạn sẽ phải trải qua khá nhiều cái khó khăn và những cái rạn nứt là cái điều không tránh khỏi, thậm chí là có chuyện chia ly. Nói chung những người độc thân thì đặt ra nhiều cái yêu cầu khắt khe nên rất khó kiếm được cái người ưng ý với mình. Vì thế trong năm 2024 ấy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cũng như là để bảo vệ cái tài sản cũng như là bảo vệ cái hạnh phúc của mình thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Thưa quý vị, còn với những người tuổi Mão ấy, cái tháng tốt lành trong năm đó là tháng 6, tháng 9, tháng 10 âm lịch. Cái tháng xấu với những người tuổi Mão đó là tháng 2, tháng 3, tháng 5, tháng 8 và tháng 11 âm lịch nhé. Vị trí quý vị nên chọn ra những thời điểm tốt để chúng ta tiến hành công việc cho được thuận lợi và may mắn hơn. Tiếp theo con giáp thứ 5 mà chúng ta xét đến đó chính là những người tuổi Thìn. Kính thưa quý vị, nói chung ấy, năm 2024 năm giáp Thìn là một cái năm mà những người tuổi Thìn ấy đương đầu với cái cục diện là chính thái tuế. Đó. Lại là cái hạn cuối của năm Tam tai nữa. Nó báo hiệu một năm có nhiều biến động lớn đối với những người tuổi Thìn. Trong khoảng thời gian nửa đầu năm 2024 thì khó khăn chồng chất khối khó khăn. Nhưng mà đến nửa cuối năm ấy, thì cái vận khí lại đảo chiều, có cơ hội để lội ngược dòng. Và nếu như mà quý vị thực sự nỗ lực ấy, thì sẽ kiếm được một khoản lớn ấy. Đó. Nói chung trong năm thì tiền bạc khó kiếm, hạn chế mở rộng hay là làm ăn đầu tư, nhất là đầu tư mạo hiểm thì rất dễ trắng tay. Đó. Trong năm thì gia đạo bất ổn, có dấu hiệu tiểu nhân quấy phá. Những người độc thân thì vẫn chưa có được cái hạnh phúc thực sự, tìm được cái hạnh phúc đích thực của đời mình. Cái sức khỏe giảm sút trông thấy có thể mắc một số cái bệnh nghiêm trọng và tốn kém cái thuốc thang để chữa chạy. Quý vị thân mến, nói chung ấy, trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn ấy, thì công việc làm ăn của những người tuổi Thìn nói chung là ở cái mức độ trung bình, khó có thể mở rộng được cái quy mô khởi nghiệp hay là đầu tư đều có nguy cơ gặp rủi ro rất cao. Khó khăn và áp lực nhiều, nhưng càng về cuối năm thì lại càng thuận lợi, có cơ hội lội ngược dòng và đi đến cái thành công. Trong năm 2024 ấy, thì có điểm báo tiểu nhân quấy phá. Những người tuổi Thìn ấy, cũng cần phải thận trọng khi mà ký kết cái giấy tờ, ký kết hợp đồng để đảm bảo cái không bị tình trạng là tiền mất tật mang. Bên cạnh đó, cái vận trình tài lộc của những người tuổi Thìn trong thời gian này cũng ở mức trung bình. Tài khí thì nó suy giảm, kiếm tiền thì khó khăn hơn so với năm 2023. Đó. Nói chung ấy, quý vị nên tập trung vào cái nguồn thu chính, tránh tham vọng quá lớn, kẻo vội vàng đưa ra những quyết định sai lầm. Trong thời gian này thì quý vị khởi nghiệp hay là mở rộng cái chuyện đầu tư kinh doanh ấy, cũng gặp phải nhiều cái bất lợi, khó khăn trong cái việc là xoay vòng vốn, thậm chí là có thể bị tổn thất. Đấy, chi tiêu thì cũng cần phải thắt chặt hơn. Quý vị cần phải có kế hoạch rõ ràng, nếu không ấy, rất dễ rơi vào cảnh là vay mượn. Đó. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì sức khỏe của những người tuổi Thìn cũng xấu. Cuộc sống thì áp lực, cảm xúc tiêu cực nhiều khiến cho cơ thể nó bị mệt mỏi, tinh thần thì bị sa sút. Những người tuổi Thìn rất dễ bị đổ bệnh nghiêm trọng, còn phải nằm viện hoặc là gì động chạm đến dao kéo. Trong thời gian này quý vị ăn uống cũng cần phải giữ mồm giữ miệng, kẻo bị ngộ độc hoặc là gì bị tăng cân mất kiểm soát. Đi đứng cũng cần phải hết sức thận trọng và phòng tránh những cái tai nạn bất ngờ nó có thể xảy ra. Đó. Thêm nữa, cái chuyện tình cảm gia đạo trong thời gian này cũng không được tốt đẹp cho lắm. Hôn nhân thì lục đục phần lớn là do cái áp lực của cuộc sống, con cái và cái cuộc sống nó mang lại. Thêm nữa là cái vận đào hoa xấu nó tác động. Quý vị nên tránh xa cái mối quan hệ mập mờ, kẻo lại đánh mất đi cái hạnh phúc mà mình đang có lúc nào không hay. Thêm nữa, năm nay ấy, thì trong cái năm tuổi của mình ấy, thì
thì cũng không thích hợp cho chuyện hôn nhân. Các cặp đôi đang yêu thì nên tìm cách tìm hiểu kỹ, tránh phải hối tiếc. Còn những người độc thân thì hoặc là những người cô đơn đá bóng ấy thì khó gặp được những người ưng ý trong thời gian này. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn, tăng cái vận trình nhân duyên, cũng như là để gia tăng thêm cái tài lộc cho những người tuổi Thìn, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân nhé. Với những người tuổi Thìn thì các tháng tốt nhất đối với những người tuổi Thìn đó là tháng 4, tháng 5, tháng 7 và tháng 11. Các tháng xấu đó là tháng 1, tháng 2, tháng 9 và tháng 10. Quý vị cần lưu ý những cái tháng này để gia tăng thêm cái vận may cho mình nhé. Tiếp đến chúng ta xét đến tuổi thứ 6. Đó chính là những người tuổi Tỵ. Những người tuổi Tỵ trong năm 2024. Thì năm 2024 được đánh giá là một cái năm khá là bình ổn, ít biến động lớn đối với những người tuổi Tỵ. Bản mệnh không xung đột với Thái Tuế, ngũ hành lại bình hòa với lưu niên. Nói chung ấy, công việc thì có thể là chịu ảnh hưởng khó khăn chung của thời cuộc, mà cái áp lực nó sẽ đến, nhưng kèm theo đó là những cái cơ hội vươn lên khẳng định cái vị thế của mình. Cái chuyện tiền bạc đi vào cái quỹ đạo, tích lũy ổn định, kiếm tiền thì cũng không quá khó. Những người tuổi Tỵ chỉ cần chăm chỉ ắt có tiền bỏ vào túi. Trong năm nay thì gia đạo và tình duyên cũng hài hòa, đón nhiều cái hỷ tín. Sức khỏe của những người tuổi Tỵ trong năm cũng tốt, hầu như là không mắc cái bệnh nào quá nghiêm trọng. Thưa quý vị, nói chung ấy, xét về cái công việc làm ăn kinh doanh trong năm 2024 ấy, thì nói chung là khá tốt ấy. Cái vận khí nó tiến vào cái giai đoạn ổn định. Những người tuổi Tỵ sẽ tập trung phấn đấu cho cái công việc chính của mình, tránh ôm đồm quá nhiều việc, tránh ôm đồm quá nhiều thứ cùng một lúc, kẻo lại việc gì cũng bị dở dang. Và trong năm 2024 ấy, thì vẫn có không ít cái thời điểm khó khăn, thách thức, nhưng đừng vì thế mà sợ hãi hay là lùi bước. Cái cơ hội tốt đẹp nó còn ở phía sau, quý vị đừng nên bỏ lỡ. Nói chung ấy, trong thời gian này thì những người tuổi Kỷ Tỵ, những người tuổi Đinh Tỵ ấy, là những người mà bước vào cái thời kỳ vàng để phát triển cái sự nghiệp. Vì thế hai tuổi này hãy cố gắng mà nắm bắt đấy nhé. Quý vị nên nắm bắt được cơ hội và thể hiện cái bản thân một cách thật tốt thì có thể sẽ có một cái bước tiến lên một cái tầm cao mới. Đó. Thêm nữa, cái vận trình tài lộc của những người tuổi Tỵ trong thời gian này cũng khá là tốt. Kiếm tiền cũng không quá là chật vật. Chỉ cần quý vị chăm chỉ cũng đủ tiêu xài. Trong năm thì có thêm nhiều cái nguồn thu nhập nó thụ động từ cái việc kinh doanh buôn bán hay là cái chuyện đầu tư. Chất lượng cuộc sống thì vẫn được đảm bảo dù cái nền kinh tế chung nó đang có dấu hiệu đi xuống. Thêm nữa, trong thời gian này thì cái sức khỏe của những người tuổi Tỵ, cái chuyện đốm ốm đau lặt vặt là cái điều khó tránh khỏi, nhưng mà nhìn chung ấy thì sức khỏe là tốt, nó không gặp cái bệnh nào nghiêm trọng, nói chung ấy không phải điều trị lâu dài. Có điều quý vị cũng cần phải cẩn thận với cái hung tinh, một vài hung tinh như kiếp sát, nó có thể gây chấn thương hoặc là cái tai nạn một cách bất ngờ, nặng có thể là gì, phải phẫu thuật dấu kéo. Vì vậy mà quý vị làm gì cũng cần phải hết sức cẩn thận nhé. Thêm nữa, trong thời gian này cái gia đạo cũng được tốt lành do được nhiều cái cát tinh nó hỗ trợ, nó chiếu mệnh, như là cái đảo hoa, thiên hỷ, bách việt và cái thiếu dương. Đó. Vậy nên bản mệnh nói chung ấy, cái cung hôn nhân của những người tuổi Tỵ trong thời gian này khá là vượng, đoán nhiều cái hỷ tín dồi dào, trong năm có thể cưới hỏi hoặc là gì, đoán tin vui, sinh con đẻ cái. Và gia đạo trong năm thì cũng hài hòa, đôi khi có những cái xung đột do cái cô thần hung tinh nó mang lại, nhưng mà nó tác động một chút thôi, nhưng mà rồi quý vị sẽ thành sự đâu vào đó. Vì thế, để mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Tỵ và mang lại cái may mắn trong vận trình tình duyên gia đạo, thì những người tuổi Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Đó. Quý vị thân mến, những người tuổi Tỵ thì các tháng tốt với những người tuổi Tỵ trong cái năm 2024 ấy, đó là tháng Giêng, tháng 3, tháng 5, tháng 8 và tháng 12. Các tháng xấu là tháng 4, tháng 6 và tháng 10. Thì những tháng này quý vị cần phải hết sức lưu ý nhé. Tiếp theo chúng ta xét tuổi thứ 7 là những người tuổi Ngọ. Thưa quý vị, trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì những người tuổi Ngọ có gì nó được tốt hơn nhiều so với năm ngoái, cái vận trình ấy. Những người tuổi Ngọ sẽ đón nhiều cái sự chuyển biến tích cực ở các phương diện, công việc thì hay là tiền bạc, đầu tư ấy, thì đều có phần thì rủng rỉnh hơn trước, nhưng chưa đạt đến cái độ bùng nổ dồi dào. Trong năm thì nhân duyên cực vượng, rất tốt cho những người còn độc thân. Gia đạo thì cũng hài hòa, đón tin vui, thêm có chuyện con, thêm cháu. Tuy nhiên, xấu nhất là về cái sức khỏe,
ốm đau liên miên do là nhiều hung tinh nó tác động. Những người tuổi Ngọ cần phải đề phòng những cái tai nạn xe cộ hay là những cái tai nạn hình thương đó. Về công việc thì trong năm 2024 ấy, sự nghiệp công việc thì khá là tốt, mặc dù vẫn còn những cái dấu hiệu cạnh tranh, thị phi hay là cái thị phi nó cản trở ấy, trong công việc ấy, nhưng cái tác động không quá mạnh mẽ. Bằng cái nỗ lực của bản thân cộng thêm một chút cái hỗ trợ từ các sao như là Thiên Ấn, Phượng Cát thì đương số vẫn gặt hái được những cái thành quả như ý, như kỳ vọng. Có được nhiều cái mối quan hệ xã giao chất lượng tốt đẹp, tăng cái cơ hội thăng tiến cho mình trong tương lai. Cái chuyện học hành thi cử thì cũng gì thành, có những cái thành tích tốt, được học bổng hay là gì, có được những cái cơ hội du học hay là gì, nó sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Vận trình tài lộc thì cũng khá là vượng, dưới sự hỗ trợ tích cực của sao Thiên Ấn cũng như là Tỷ Kiên, cái việc kiếm tiền trong năm 2024 nó không quá khó khăn với những người tuổi Ngọ. Công việc chính thì vẫn là cái nguồn thu nhập chủ đạo trong năm, thì ngoài ra ấy, có thể có thêm cái nguồn thu nhập khác từ cái việc đầu tư kinh doanh, thêm nghề tay trái, thu nhập tốt hơn so với năm ngoái. Nhưng đương số cũng gì cần phải đổ mồ hôi sôi nước mắt thì mới có được cái thành quả như vậy. Nhìn chung ấy, tài chính cũng chưa đến cái tiến độ dư giả quá nhiều. Quý vị cần tiêu pha một cách hợp lý, ưu tiên tích lũy nhiều hơn là tiêu xài. Bên cạnh đó, cái sức khỏe của những người tuổi Ngọ trong thời gian này có sự giảm sút rõ rệt, nhất là ở những người sinh năm 1978 hoặc là 1990. Những cái tuổi này sẽ cảm nhận rõ cả cái dấu hiệu lão hóa do cái sức khỏe tác động. Đấy, quý vị chỉ cần phải nghỉ ngơi và luyện tập thể dục thể thao đều đặn. Đó, thì sẽ giảm thiểu được. Bên cạnh đó, có nhiều cái hung tinh như là phi liêm thiên cầu nó có thể giáng họa bất cứ lúc nào. Vậy nên quý vị đi đứng cần phải thật thận trọng, tránh những cái tai họa bất ngờ nó có thể ập đến. Trong năm 2024 ấy, thì nó có điềm báo về cái chuyện tăng chế. Nội tộc thì dễ có người bạo bệnh hoặc là gì? Có những cái tin buồn. Nó là một cái cú sốc tinh thần khiến cho sức khỏe của bản mệnh lại bị giảm sút thêm nghiêm trọng nữa. Thêm nữa, về tình hình tình duyên và gia đạo trong thời gian này thì nói chung ấy, dù sao ấy thì được cái sao chủ về nhân duyên tốt như cái Phượng Cát nó chiếu mệnh, nó báo hiệu một năm vượng đào hoa, rất tốt cho những người độc thân muốn có được cái trải nghiệm thú vị trong chuyện tình yêu. Gia đạo thì hài hòa, vợ chồng con cái thì thấu hiểu lẫn nhau. Một số cặp đôi thì đón tin vui về cái chuyện con gái, thì đây cũng là một cái điều tốt với những người tuổi Ngọ. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những gia chủ tuổi Ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi, cho những người tuổi Ngọ. Đó là con giáp thứ 7. Rồi tiếp theo chúng ta xét con giáp thứ 8, đó là những người tuổi Mùi. Thưa quý vị, nói chung ấy, năm 2024 là một cái năm thời kỳ vàng của những người tuổi Mùi, hứa hẹn những cái bước tiến nhảy vọt ở các phương diện, chất lượng cuộc sống cũng được cải thiện đáng kể và được nhiều cát tinh nó chiếu mệnh, không có hung tinh, mệnh trạch lại gì tương sinh với lưu niên nên đương số sẽ được hưởng cái vận khí hanh thông thuận lợi và công việc thì luôn được suôn sẻ nhiều bề, có nhiều cái cơ hội thăng quan tiến chức, tiền bạc thì cũng dễ kiếm hơn so với năm 2023 trước đó. Mặc dù thời cuộc khó khăn ấy, nhưng mà những người tuổi Mùi vẫn có thể có cơ hội hái ra tiền. Kinh doanh buôn bán thì có được lời có lãi, đầu tư cũng là kênh thu lời hấp dẫn hơn. Đó, gia đạo hay là sức khỏe trong năm thì đều duy trì ở cái mức độ bình hòa ổn định nên quý vị cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Thưa quý vị, trong năm 2024 ấy, thì cái công việc làm ăn kinh doanh đầu tư của những người tuổi Mùi ấy, thì có thể mở rộng cái quy mô làm ăn trong năm nay. Hợp tác làm ăn thì với đối tác lớn thu về nhiều cái khoản lợi nhuận chứ không chỉ thu riêng về tiền bạc nữa. Sau những cái nỗ lực không ngừng nghỉ cộng thêm cái tinh thần lạc quan và một chút cái may mắn do thiên thời địa lợi nó mang tới thì những người tuổi Mùi có thể được cất nhắc lên những cái vị trí cao hơn, cơ hội tăng tiến nó trở nên mở rộng. Nói chung ấy, cái vận trình tài lộc của những người tuổi Mùi trong thời gian này cũng khá là tốt, tài chính thì cũng song hành với cái sự nghiệp nó thăng tiến mà không ngừng nó gia tăng. Dù là người làm công ăn lương hay là những người làm công chức hay là những người làm nói chung ấy làm công việc hay là gì làm chủ thì đều đạt được những cái mức lương tiền bạc như mong muốn, không những làm giàu cho chính bản thân mình mà còn giúp đỡ được rất nhiều người khác, tiền bạc đến từ nhiều nguồn đó, cảm giác như không dễ kiếm hơn so với năm ngoái dù tình hình kinh tế chung đã khá là suy giảm.
Kinh doanh buôn bán cũng đã có lời lớn, đầu tư thì cũng mang về không ít lợi nhuận cho đương số. Tiền bạc tích lũy thì ngày càng tốt lên. Thêm nữa, cái sức khỏe của những người tuổi Mùi trong thời gian này thì nói chung cũng không phải lo lắng, nó khá là tốt. Những người tuổi Mùi ít phải lo lắng hay là căng thẳng. Cuộc sống thì ít gặp cái áp lực. Nói chung cuộc sống thì cũng ít gặp áp lực về cái chuyện tiền bạc. Trong năm ấy cũng có một vài cái thời điểm ốm vặt nhưng không đáng kể, nhưng hầu như là không có cái bệnh nào nặng. Có bệnh thì cũng chỉ gặp thầy gặp thuốc và sớm được chữa lành. Thêm nữa, cái vận trình tình cảm gia đạo của những người tuổi Mùi trong thời gian này cũng khá là hài hòa, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Trong năm ấy thì có thể đón tin vui về cái chuyện con cái. Những người độc thân thì dễ được mai mối hoặc là được tình cờ gặp được cái mối nhân duyên tốt lành. Các cặp đôi đang yêu thì đang tính toán đến cái chuyện là cưới hỏi trong cái năm này. Đó. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái cát khí cho những người tuổi Mùi ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi nhé. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến con giáp thứ 9, đó là những người tuổi Thân. Thưa quý vị, nhờ được cục diện tam hợp Thân Tí Thìn nó tương trợ giúp đỡ. Đấy. Nó tương đỡ mạnh mẽ, lại không có cái hung tinh nào tác động. Dù là năm cuối của năm Tam Tai, nhưng mà những người tuổi Thân vẫn kiếm tiền như hái. Công việc làm ăn thì được mở rộng và phát triển mạnh mẽ. Có thể nói, thời đến cản không kịp là cái câu nói dành cho những người tuổi Thân. Cái vận quý nhân nó vượng, dễ gặp được những người quyền cao chức trọng, quyền quý giúp sức. Đương số sẽ gì đón nhiều tin vui tới tấp trong cái năm Giáp Thìn này. Trong năm 2024 ấy, vẫn có những cái khúc thăng trầm do cái tác động ít nhiều của cục diện tam tai. Nên là dù có đang thăng tiến thế nào ấy, thì cũng đừng kiêu ngạo, đừng chủ quan, kéo lại cái xui xẻo nó ập đến. Thưa quý vị, trong năm 2024 ấy, thì những người tuổi Thân được chính quan, cát thần nó mang tới nhiều cái cơ hội mở rộng, thay đổi cái công việc tốt cho những ai mà muốn khởi nghiệp hay là có ý định chuyển đổi công tác. Cái vận quý nhân vượng lại có người quyền thế giúp đỡ, mở rộng cái việc làm ăn hoặc là gì, kết nối làm ăn lớn, hứa hẹn sẽ có nhiều cái thành công rực rỡ trong năm này. Cơ hội thăng tiến nó mở rộng, miễn là đương số nỗ lực hết mình thì sẽ được ghi nhận xứng đáng. Đó. Bên cạnh đó, cái vận trình tài lộc của những người tuổi Thân cũng rất là tốt. Tài khí thì nó tăng mạnh, tiền bạc thì không ngừng đổ về túi từ nhiều cái nguồn khác nhau. Cả công việc chính lẫn công việc phụ thì cũng có là gì? Chuyện tăng lương, công việc tay trái thì cũng có những cái khoản đầu tư lợi nhuận lớn. Nói chung ấy, quý vị kinh doanh buôn bán thì nhiều lộc lá. Cái khoảng từ giữa năm là cái thời cơ tốt để gia chủ gia tăng sản xuất và gia tăng cái mở rộng cái quy mô của mình. Đấy, sẽ hứa hẹn mang lại cái nguồn lợi nhuận lớn cho những người tuổi Thân. Tuy nhiên, nó vẫn có những cái ảnh hưởng của tam tai, nên là bản mệnh hành sự phải hết sức thận trọng, đừng có chủ quan mà tự tay đánh mất đi cái may mắn của mình. Bên cạnh đó, năm nay thì sức khỏe của những người tuổi Thân cũng khá là tốt. Tình hình sức khỏe của những người tuổi Thân được duy trì ở mức ổn định. Mệnh chủ ít bị đau ốm hoặc là gì mắc các bệnh nghiêm trọng. Trong năm 2024 ấy, thì công việc nó bận rộn, áp lực nó cũng nhiều. Quý vị nên chú trọng nghỉ ngơi hợp lý, tránh bị căng thẳng kéo dài khiến cho cơ thể bị suy nhược. Thêm nữa là cái chuyện tình cảm gia đạo ấy thì có cục diện tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn nó tương trợ, nó mang đến những cái vận trình nhân duyên tốt lành, giúp cho các mối quan hệ trong nhà ngoài ngõ thì đều được hài hòa tốt đẹp, gia đạo thì bình yên yên ấm. Các cặp đôi đang yêu thì có thể tính toán đến cái chuyện kết hôn là vừa. Một số cặp vợ chồng thì sẽ đón tin vui về chuyện con cái. Những người độc thân thì cũng được vượng đào hoa, sẽ có những trải nghiệm tình yêu đáng là nhớ trong thời gian này. Ngoài ra ấy, thì cái cát tinh long chỉ nó cũng báo hiệu cái âm phần nó vượng, được tổ tiên phù hộ độ trì, gia đình nội tộc thì không ngừng đón những tin vui liên quan chuyện học hành thi cử đỗ đạt đó, hoặc là chuyện cưới hỏi sinh con đẻ cái vân vân đó. Vì thế, để gia tăng thêm may mắn cho những người tuổi Thân trong thời gian này thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân. Tiếp theo, chúng ta xét đến con giáp thứ 10. Đó là những người tuổi Dậu. Thưa quý vị, nói chung ấy, năm 2024 được
đánh giá là một năm cát lành, có những bước tiến nhảy vọt gấp nhiều lần so với năm ngoái đối với những người tuổi Dậu. Được cục diện nhị hợp nó hỗ trợ, thêm nhiều cái cát tinh nó xoay chiếu nên vận khí năm Rồng khá là hanh thông thuận lợi. Làm ăn thì ngày càng thuận lợi, tiền bạc thì gia tăng không ngừng. Vậy nên có thể nói năm 2024 là một cái năm hứa hẹn để những người cầm tinh con gà lấy lại được những cái gì đã mất ở thời gian trước đó. Về mặt công việc thì cục diện nhị hợp Thìn Dậu nó cũng sẽ nâng đỡ, lại có cái cát tinh chính quan nó tác động, nó sẽ mở ra những cơ hội thăng tiến mạnh mẽ cho những người tuổi Dậu. Công việc làm ăn thì ở quy mô lớn hay là nhỏ thì cũng có thể mở rộng, thay đổi cái hình thức mới, hợp tác làm ăn thì lớn hơn, thu về những cái lợi nhuận nhiều hơn so với cái năm 2023. Thay đổi công việc, học tập ở trong lĩnh vực mới cái đều có khả năng là khả thi trong cái năm 2024. Vậy nên những người tuổi Dậu hãy chủ động nắm bắt lấy. Thưa quý vị, nói chung ấy, cái vận trình tài lộc của những người tuổi Dậu trong năm 2024 cũng khá là tốt. Chính tài, cát thần cũng báo hiệu cái sự gia tăng mạnh mẽ về vật tiền bạc tài lộc. Dù là người làm công ăn lương hay là những người làm tư, những người làm chủ ấy, thì đều có thể đạt được những cái mục tiêu về tiền bạc như là mong đợi. Kinh doanh buôn bán thì có lộc, một vốn thì bốn lời, nên là mở rộng thêm các khoản đầu tư kinh doanh ngoài luồng hoặc là người làm nghề tay trái cũng được phát huy một cách ưu thế. Đấy, mang về cho bản mệnh nhiều cái nguồn thu nhập lớn hơn. Có điều là quý vị nên thận trọng trước những cái ảnh hưởng của cái hung tinh tử phù. Ví dụ như là cái cạm bẫy nó răng sẵn, sơ sẩy là có thể là gì? Dẫn chuyện tiền mất tật mang. Bên cạnh đó thì trong thời gian này sức khỏe của những người tuổi Dậu ấy, tương đối là tốt. Đa phần là sức khỏe tốt, không mắc phải những cái tình trạng ốm đau bệnh tật. Một số người còn đón vui tin vui về chuyện con cái. Đấy, nên chuẩn bị trước cho mình một cái sức khỏe tốt trong cái thời kỳ thai kỳ này. Đấy, để cho được mẹ tròn con vuông. Thì ngoài ra quý vị cũng cần phải đi đứng cẩn thận, đề phòng những cái tai nạn nó có thể xảy ra như tai nạn xe cộ. Đấy, nhưng mà tuy nó nhẹ nhưng cũng sẽ gì gây cho quý vị những cái tổn thương đó. Về mặt tình cảm gia đạo thì nó ở cái mức trung bình. Nói chung ấy, cái dấu hiệu rạn nứt bắt đầu xuất hiện trong gia đình. Nếu vợ chồng không đồng lòng giải quyết, e rằng có thể dẫn đến cái tình trạng chia ly. Cái sao hàm chỉ nó mang lại cái đào hoa sát, nó báo hiệu cái sự xuất hiện của người ngoài xen vào cái cuộc tình cảm đôi lứa. Không tỉnh táo thì khó mà thoát ra được. Một số các cặp đôi thì đoán tin vui về cái chuyện sinh con đẻ cái trong năm 2024. Những người độc thân thì có thể sẽ được giới thiệu cho một vài cái mối mai mối, nhưng đa phần là gì? Là không thành. Đó. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu. Tiếp theo chúng ta cùng xét con giáp thứ 11, đó là những người tuổi Tuất. Quý vị thân mến, đối mặt với cục diện tương xung thái tuế, lại có nhiều cái hung tinh nó chiếu mệnh. Vận trình năm 2024 của những người tuổi Tuất kém may mắn hơn hẳn. Dự đoán là một năm gặp nhiều khó khăn, gặp nhiều áp lực và có nhiều cái biến động theo chiều hướng tiêu cực. Công việc thì trục trặc liên miên, tiền kiếm đã khó, lại dễ bị thâm hụt so với cái thời gian trước đó. Sức khỏe trong năm thì cũng bị giảm sút, tiêu hao không ít cái tiền bạc cho cái phương diện này. Duy chỉ có tình cảm thôi ạ. Những người tuổi Tuất thì lãi mỗi tình cảm trong cái năm 2024. Đó. Vậy thì chúng ta cùng xét chi tiết nhé. Thưa quý vị, chúng ta biết là năm 2024 ấy là năm Giáp Thìn đúng không ạ? Chúng ta có cục diện là Thìn và Tuất là tương xung. Đấy. Vậy nên là gì? Công việc làm ăn trong năm thì nó cũng ở cái mức độ là trung bình, thậm chí là gì? Bị giảm sút mạnh. Nói chung cục diện lưu niên nó đã không ủng hộ thì lại thêm cái tình hình kinh tế nó suy thoái. Những người tuổi Tuất phải làm việc vất vả cật lực lắm ấy, áp lực lắm ấy thì nó mới có được cái thành quả tốt. Bên cạnh đó thì trong năm thì công việc nó bị áp lực hơn, bị trục trặc, thậm chí là có người phải gì nghỉ giữa chừng do bị cắt giảm nhân sự hoặc là gì bị chuyển hướng làm ăn khác. Những người chăn nuôi trồng trọt dễ bị mất mùa, thất thu. Những người làm công thì đỡ vất vả hơn là làm tư hay là làm chủ. Vẫn có cái thiên ấn cát tinh nó nâng đỡ, hoàn thành công việc nếu mà cố gắng cống hiến hết thì cũng vẫn gì vẫn còn cái không gian thăng tiến cho mình ít nhiều ấy. Thêm nữa cái vận trình tài lộc trong thời gian này cũng ở mức trung bình, do cái nhiều cái hao tinh nó tác động nên là tiền bạc kiếm ra đã khó thì ngày lại càng khó khăn hơn, mà lại dễ bị tiêu pha, dễ bị tiêu tán hơn. Công việc thì trục trặc khiến cho cái nguồn thu nhập
nó cũng bị ảnh hưởng đấy. Nên là những người tuổi Tuất nên chuyển sang hướng làm ăn khác, ưu tiên phát triển cái thứ mà mình biết giỏi hơn là gì, những thứ mà mình mong muốn. Tỷ lệ thành công sẽ cao hơn, thu nhập của những người tuổi Tuất cũng sẽ được cải thiện. Những người làm ăn kinh doanh thì có thể bị gì, cạnh tranh khá mạnh mẽ, không tìm cách đổi mới thì khó trụ được đó. Tiền bạc cũng bị hao tán dần. Trong thời gian này thì sức khỏe nó xấu, phải chịu nhiều cái áp lực lớn từ công việc. Cái miếng cơm manh áo cũng sẽ khiến cho tinh thần của đương số bị bất ổn, và thì cảm xúc tiêu cực cũng sẽ lấn áp. Cơ thể vì thế mà cũng bị hao nhược rất là nhiều. Quý vị cần phải đề phòng các bệnh ở cơ quan sinh sản, bệnh liên quan đến cái hệ tiêu hóa, và đi đứng cần phải hết sức thận trọng nhé. Thêm nữa, những người tuổi Tuất trong cái năm 2024 thì lãi được cái tình cảm. Đấy, cái điểm sáng duy nhất trong năm 2024 đó là tình duyên cát lành, gia đạo thì hài hòa. Đó cũng là cái động lực vững vàng để cho những người tuổi Tuất phấn đấu cho cái sự nghiệp hay là cái tiền bạc bên ngoài. Các cặp đôi thì có được cái sự thấu hiểu và cái sự đồng cảm, san sẻ cái áp lực của cuộc sống. Những người độc thân thì nếu mà chịu mở lòng mình ra ấy, thì cũng sẽ đón nhận được cái những cái mối lương duyên tốt lành. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn và hóa giải những cái thị phi xung sát trong năm, thì những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. Tiếp theo, chúng ta xét cái con giáp cuối cùng trong cái năm 2024, đó là những người tuổi Hợi. Thưa quý vị, so với năm 2023 thì năm 2024 của những người tuổi Hợi kém sắc hơn hẳn, nhưng mà chưa đến tiến độ quá khó khăn hay là bất lợi. Nhìn chung ấy thì là khung cát nó đan xen, xấu tốt luôn song hành, thành công được đổi bằng cái sự phấn đấu quyết liệt hơn đối với những người tuổi Hợi. Cái sự đổi mới trong cả suy nghĩ lẫn cái cách thức làm việc. Còn nếu như mà không chịu thay đổi, vẫn giữ cái tâm lý ỷ lại, lười nhác thì việc gì cũng khó có thể thành, chỉ duy trì được mức độ cuộc sống là trung bình mà thôi. Thêm nữa, tiền bạc trong năm cũng khó kiếm hơn nếu như mà không chịu khó gia tăng thêm cái nguồn thu nhập phụ. Tình duyên thì nó vượng, gia đạo thì khá là hài hòa. Nói chung ấy, có hỷ tín trong năm, sức khỏe cũng được duy trì ở mức ổn định, không phải lo lắng quá nhiều. Như vậy là với những người tuổi Hợi chỉ cần lo lắng về vấn đề về công việc, đúng không ạ? Về công việc làm ăn thì nó cũng chỉ ở mức khá, công việc vẫn y án như cũ. Có sự chuyển biến mang cái tính đột phá với những người làm công ăn lương. Còn với những người làm tư ấy, hoặc làm chủ ấy, thì cái việc mở rộng quy mô làm ăn thì khá khó khăn. Nhưng nếu mà theo đuổi tới cùng thì cũng thu về một kết quả hoàn toàn xứng đáng. Trong năm 2024, quý vị nên tập trung vào công việc chính, tránh ôm đồm quá nhiều việc phụ, hoặc là đứng núi này trông núi nọ, kéo lại gì không việc gì thành. Thêm nữa, cái tài lộc trong cái năm ấy thì nó ở mức trung bình mà thôi. Chính tài cũng báo hiệu tiền bạc trong năm vẫn chủ yếu đến từ cái nguồn thu nhập chính. Dẫu có thêm cái thu nhập ngoài luồng thì cũng chỉ ở cái mức trung bình, hỗ trợ thêm một phần nào thôi. Vì có cái hao tinh nó chiếu mệnh, nó báo hiệu tiền bạc có cái dấu hiệu tụ tán một cách thất thường. Tiền kiếm cũng dễ mà tiêu hao thì cũng nhanh. Thêm nữa, lại có thương quan nó tác động, nó báo hiệu lợi nhuận từ kinh doanh buôn bán thì cũng không có sự đột phá. Đầu tư thì khó có thể thu lời lớn, chỉ mong có sự bình ổn, cái nguồn thu cũng đã là may lắm rồi. Bên cạnh đó, về vận trình sức khỏe thì nó cũng khá là tốt. Những người tuổi Hợi không gặp phải vấn đề nào quá nghiêm trọng trong vấn đề về sức khỏe. Dẫu đau ốm thì cũng chỉ là qua loa, và gặp thầy gặp thuốc thì cũng nên là chữa nhưng cũng nhanh khỏi. Lưu ý, trong năm vẫn còn cái hung tinh vong thần. Vong thần nó nhập mệnh, nó tác động, đôi khi nó khiến cho mệnh chủ hoang mang về cái tinh thần, khó có thể làm chủ được cái cảm xúc của mình. Dễ nổi giận khiến cho cảm xúc nó không được vượng. Đấy. Dễ khiến cho tỳ bị âm hư và hỏa vượng. Ăn uống thì kém con miệng, tiêu hóa thì khó. Cần phải chú ý nghỉ ngơi, bớt suy nghĩ tiêu cực, và đôi khi quý vị nên du lịch đây đó của bạn bè, của người thân để giải tỏa cái căng thẳng này. Thêm nữa, trong năm thì tình cảm nó cũng khá là tốt, do được cái sao Hồng Loan nó chủ với cái đào hoa tinh nó tác động. Tình duyên của những người tuổi Hợi thì ngày càng suôn sẻ, dù là duyên tình cờ hay là duyên may mối thì đều có tỷ lệ thành công cao và hứa hẹn rất là cao. Lứa đôi, vợ chồng thì ngày càng thêm thấu hiểu cho nhau, dẫu có mâu thuẫn thì cũng nhanh được giải quyết một cách ổn thỏa, mà lại còn đón nhiều cái chuyện tin vui về chuyện con cái. Thưa quý vị, để gia tăng thêm cái may mắn cho những người tuổi Hợi trong thời gian này thì chúng ta, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi.
đó là con giáp thứ 12, con giáp cuối cùng. Kính thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về vận trình của 12 con giáp. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.